Alo alo, bản cập nhật đã về làng. Bạn có bỏ sót điểm cập nhật nào không? Hãy cùng check lại cùng Sunny Chan nha. Quà bảo trì đợt này là 2.000 tiền sao và đồ ăn cho thú cưng. Còn cái trứng là của đăng nhập nha. Từ từ để tôi lấy quả trứng ra rồi mình cùng đi khám phá nha. Mới vô game thì đằng sau lưng mọi người là một cái tòa nhà concert hall to đùng ngay cái vị trí mà trượt ván. Và thay cho cái chú mà hay bán ván trượt và xe đạp đó thì là một cái chú BG cho nhiệm vụ là phát tờ rơi concert. Thì cái nhiệm vụ này đặc biệt là mọi người sẽ được nhận kim cương nha. Tối đa một lần sẽ 6 kim cương và mình sẽ được làm 2 lần mỗi ngày. Nhiệm vụ thì không có gì khó hết mọi người, giao như là đi giao pizza vậy đó. Vì phần thưởng là kim cương thế nên là mình cũng như mọi người chắc chắn sẽ chăm làm hơn. Tiến vào sau bên trong là cái tòa nhà concert hall này thì tạm thời vẫn chưa có lịch trình hay là buổi biểu diễn nào cả. Nhưng mà chắc chắn là thời gian sắp tới chúng ta sẽ được đi xem concert như là ngoài đời thật vậy đó. Vậy các bạn mong idol nào của mình sẽ được xuất hiện ở trong buổi biểu diễn này, hãy comment cho tôi biết nha. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn chưa có, thế nên là chúng ta chỉ có thể tham quan cái khu vực bên trong thôi. Nhìn rất là sang luôn á, làm tôi hóng hớt dễ mang. Đằng sau những cánh cửa này là một cái sân khấu concert thiệt là bự, tôi mong chờ quá đi. Ngay bên cạnh đó là một cái tòa nhà mới thế chỗ cho cái khu vực siêu thị lúc trước. Hiện tại thì game vẫn chưa bật mí đây là tòa nhà gì, nhưng mà mọi người có thể đoán được không? Tôi thì không rồi đó. Cập nhật số 2 đó chính là nhà phát hành game đã nâng cấp cái level tối đa của chúng ta lên là 20 và cho thêm rất là nhiều nhiệm vụ để có thể nhận kim cương. Ui, sau những ngày tháng cày miệt mài thì cuối cùng tôi cũng lên level 12 rồi. Thì lên level 12 cũng vui nhưng mà mở hộp không vui nha mọi người. Đối với những cái nhiệm vụ này thì nếu mà mọi người đã đạt đủ số lần như trong nhiệm vụ thì mọi người sẽ được nhận kim cương luôn. Có một số cái nhiệm vụ cũ thì nó sẽ được nâng cấp lên là level 2, còn một số nhiệm vụ mới thì đa phần là nhiệm vụ trong tiệc trò chơi. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Đây là tài khoản game của tôi, cho tôi xin một tim nha. Cập nhật số 3 chính là cập nhật đáng mong chờ nhất, đó chính là xuất hiện hai game mới trong tiệc trò chơi. Ô là trời, ta nói mới sáng sớm mà chơi cái trò này nó cười ẻ luôn á mọi người. Chưa bao giờ mà tôi thấy cái sự vững bàng trên đôi chân mình mỏng manh tới vậy. Tôi đố bạn nào chơi trò này lần đầu mà không có té đó. Mọi người để ý mấy cái khúc mà có tượng người tuyết á, thì đó là chính là những cái điểm mà mọi người có thể hồi lại nếu mọi người rớt xuống ở điểm tiếp theo. Nhưng mà cho dù vậy thì tôi cũng không rớt có bao nhiêu hết, sương sương có chục lần, 20 lần chừ nhiêu. Nhưng mà tới khi tôi gặp cái vòng này ở lượt thứ 3 nhà là tôi chơi điêu luyện luôn á mọi người, kiểu càng chơi càng nghiện á. Nghiện rớt á mọi người, nghiện bị rớt á. Té một mình hổng vui nha, té là đoàn kết nhiều người té mới vui. Cái đoạn này tôi ít năm lên rồi mà còn thấy đi từ từ vậy là mọi người biết tôi nhích như thế nào rồi đó. Rồi đây cái trò số 2, ta nói đợi cái vòng này nó lâu kiểu gì luôn, game nó không cho tôi gặp mọi người. Cái lần thứ nhất chơi á thì đâu có về đích được, tại ít người mà tôi đâu có biết đường đi, cái thua. Còn cái vòng này là tôi chơi lần thứ 2 nè, đoạn này thì khôn hơn một chút là biết đi theo mấy bạn đã biết đường rồi á, cái mình cũng tới đích được. Nhưng mà theo sự quan sát của tôi thì đường lên đích không chỉ có một nha, tức là sẽ có nhiều đường mà tùy đường mọi người thấy đường nào nhanh hơn á thì mọi người đi. Do hôm nay là lần đầu tiên chơi thế nên là khá là lạc đường, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà mình chơi thêm 2-3 lần nữa thì mình sẽ biết đường và đi lên nhanh hơn đó. Cái đoạn lên đích rồi tự nhiên cái bạn hạng 1 nhảy vô cái ô giữa hai cái thanh trắng, cái bị kẹt trong, trời ơi, nhìn cười xỉu luôn á. Cập nhật thứ 4 chính là những cái gói có trang phục mới và nội thất mới ở trong cửa hàng. Thật sự là nó rất là xinh luôn á mọi người. Những gói khác là bằng tiền thì có một gói là mua bằng kim cương. Và sáng nay chơi tiệc trò chơi tôi đã thấy rất là nhiều bạn mặc cái bộ đồ này rồi. Và nó xinh xỉu luôn á trời. Cập nhật thứ 5 cũng chính là cập nhật cuối cùng, đó chính là phần quà tặng cho bạn bè. Có khá là nhiều thứ mới và rất là đặc biệt. Ví dụ nha, cái xe đẩy á, thì là lúc trước mình mua trong siêu thị thì nay nó được đẩy vào phần quà tặng cho bạn bè. Cái xe màu trắng chúng ta mua bằng tiền và cái xe màu vàng chúng ta mua bằng kim cương cũng được đẩy vào phần quà tặng luôn. Nhưng mà hai món này là hai món cực kỳ đắt đỏ mọi người. Đó, còn cái phần đặc biệt chính là cái phần phong bao lì xì 10 kim cương này nè. Cái người nhận được là sẽ được random quà nha. Có khi là 300, 500, 1000 thì sao. Hoặc là kim cương. Rất là xịn sò luôn á. Và vừa mới cập nhật xong thì mình đã được các bạn tặng quà. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Chị cũng chúc bé Che, bé Hân và bé Stacy Trang một năm mới thật là nhiều niềm vui nha. Ui, nguyện làm fan cả đời hả, đỉnh vậy ta. Cái giỏ nấm tuyết này là ném tuyết được đúng không? Tiếp theo là một cái giỏ bánh scone. Cái bánh này là bánh gì ta? Để tôi lên mạng search Google đã. Và một cái bình hoa cẩm tú cầu xanh. Bạn này hồi sáng chơi trong game gặp nhau nè. Tôi cảm ơn Panda, Jin, Nhiên với là Juni nhiều nha.
Ok, cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Nếu mọi người thích hãy cho tôi một like, còn không thích hãy cho tôi một tim nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Sayonara.